Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 1.012,7 m². Trên thửa đất thuộc đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga quốc lộ 1A khoảng 150 m. Con đường này rộng khoảng 1,5 m. Anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy thôi. Ô tô thì anh chị cách khoảng 150 m. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị cô chú mình mua thửa đất này để làm nhà vườn nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng cách khoảng 2 km. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông hết luôn. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 21 m, chiều sâu là 49. Diện tích mình là tính từ ngay chỗ vị trí trụ gào này nha anh chị. Mình đo thẳng qua bên kia là 21 m. Đất thì tương đối cao gáo bằng theo mặt lầu. Đất thì không màu mỡ nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Trên thửa đất gia chủ thì đang trồng rất là nhiều cây ăn trái như là dừa, xoài, mít, cam anh chị. Và có hệ thống bét quay có tự động luôn. Về thì anh chị, cô chú mình bật cầu dao lên thì hệ thống tưới sẽ tự động quay nhanh chị. Trên thửa đất gia chủ thì có cất một cái chòi để giữ vườn anh chị. Ở bên trong thì mình có motor nè, điện có sẵn luôn. Đất mình thì tới đây nha anh chị là hết ranh giới của mình. Mặt tiền là 21 m. Con đường này thì khoảng 1,5 m. Mình di chuyển khoảng 150 m thì anh chị mình gặp quốc lộ 1A nha. Ở bên trong thì gia chủ chủ yếu là trồng dừa sim, cam, mít thái, chuối nên chị. Rất là nhiều cây ăn trái. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Dùng đất ở xã Long Hưng thì thích hợp để cho anh chị cô chú mình trồng nhiều loại cây ăn trái như là vú sữa nè, sầu riêng nè anh chị. Dùng đất ở Long Hưng thì rất là tốt. Ở đây thì phù hợp để anh chị cô chú mình cất một ngôi nhà cuối tuần anh chị về đây mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời nha anh chị. Ở đây thì mình có 4 clip anh chị. Đây là clip đầu tiên, đây là clip thứ hai, kế bên là clip thứ ba, còn cặp bên hông thì mình có 4 clip. Mặt tiền thì 21 m nha anh chị, chiều sâu là 49. Đất thì đầu đuôi là bằng nhau luôn anh chị, không có bị tấp hậu nha anh chị. Dừa thì gia chủ trồng cũng được khoảng 2 năm, một số thì cũng 3 năm anh chị, và cũng đang có lưỡi mèo và cũng chuẩn bị là cho trái luôn.
Đất của mình thì rất là đẹp luôn nha anh chị, cao ráo bằng theo mặt lầu. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị, với giá là 500 triệu cho hết diện tích là 1.012,7 m². Đất của mình là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư. Mít thì gia chủ trồng cũng được khoảng 2 năm đến 3 năm nha anh chị. Và cũng đang trong quá trình là cho trái luôn anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng lên thổ cư, xây nhà phường. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Đất của mình thì đầu đuôi là bằng nhau luôn nha anh chị. Ở trên thổ đất thì mình có hệ thống bét quay, có tự động hết luôn anh chị. Ở đây thì anh chị mình cất một ngôi nhà, cuối tuần thì anh chị mình về đây nghỉ dưỡng là tuyệt vời nha anh chị. Mình cách quốc lộ 1A có 150 m. Con đường ở phía trước là đường đường đá anh chị, rộng khoảng 1,5 m. Mình di chuyển là đường xe máy anh chị. Ô tô thì anh chị mình di chuyển vào đây không có được nha. Ở đây thổ đất đang quay về hướng đông nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về khoảng 8,400 m là anh chị tới nha, khoảng 8 km đó. Mình là cách trung tâm bệnh viện đa khoa Tiền Giang là 3,5 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây anh chị di chuyển về là 62 km là anh chị tới nha. Ở gia chủ thì đang rất là kẹt tiền luôn anh chị, nên cần bán nha anh chị, với giá là 500 triệu cho hết diện tích đất là 1.012 m². Nếu anh chị mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn anh chị. Để em di chuyển xuống bên dưới, em chỉ ganh cho anh chị nắm luôn. Đất thì đầu đuôi là bằng nhau luôn nha anh chị. Đó, mình tới đây nè là hết ranh giới của mình, đo thẳng qua bên kia cũng là 21 m. Ở trên thổ đất thì gia chủ chủ yếu là trồng dừa nha anh chị. Cho cô chú thì cũng lớn tuổi nên kẹt tiền anh chị, nên cũng cần bán gấp nha anh chị. Ở mặt tiền là 21 m, chiều sâu là 49, tổng diện tích là 1.012,7 m². Ở đất mình là đất cây lâu năm, chưa thổ cư nha anh chị. Trên thửa đất gia chủ thì chủ yếu là trồng chuối và dừa, mít và một số cam cũng mới trồng anh chị. Ở đây thì mình có 4 clip nha anh chị. Dừa này là dừa sim và một số thì dừa dâu nữa. Dừa này thì khoảng 2 năm đến 2 năm rưỡi rồi anh chị.
Vị trí này thì rất là đẹp để anh chị, cô chú mình mua về các nhà phường nghỉ dưỡng nha anh chị. Cách quốc lộ 1A có 150m thôi, rất là gần. Giá bán hết luôn là 500 triệu cho tổng diện tích là 1.012m2. Ở đây là tổng quan thửa đất. Nếu anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo nha.